Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay xin mời các bạn hãy đồng hành cùng Roxy Việt Nam đến trải nghiệm buổi lắp đặt sản phẩm cho các nhà hàng, khách sạn, trường học và các nhà bếp lớn. Các thiết bị bếp công nghiệp có mẫu mã đa dạng, thiết kế sang trọng, có độ bền cao cùng vẻ sáng bóng. Bền đẹp thách thức thời gian giúp cho công việc sơ chế của chúng ta sẽ trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn rất nhiều. Nào bây giờ các bạn hãy đồng hành cùng chúng tôi nhé. Lửa lên rồi nhá anh ơi. Đấy nhá. Ok. Ok chưa? Đấy, anh không cần phải thử anh bắt ấy lại không? Anh tôi tắt hết đi cho anh nhá. Đấy tôi tắt hết này, anh thử lại cho tôi này. Cho nó ấy này, từ từ này. Rồi. Anh ơi. Lửa lên rồi này. Anh ơi biết chưa? Anh thử lại cho tôi. Cho nó ấy. Tại vì tay tôi bật rồi, nhưng mà anh bếp anh phải bật lên cho tôi. Đây. Đấy, từng cái một. Ok chưa? Ok. Ok nhá. Nước nổi.
Để kết thúc video ngày hôm nay, sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý khách hàng những hình ảnh về các showroom trưng bày sản phẩm của Rossi Việt Nam tại hai miền Nam và Bắc. Khi có nhu cầu về sản phẩm, quý khách hàng vui lòng liên hệ với các showroom gần nhất của chúng tôi để có thể dễ dàng mua được những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh của mình. Với mục tiêu giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả và kiến tạo sự thành công, Rossi Việt Nam khẳng định sẽ mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm đúng mục đích, đúng yêu cầu và đúng giá trị dành cho quý khách hàng. Dưới đây là những địa chỉ cũng như thông tin liên lạc của các miền. Showroom miền Bắc, địa chỉ 283 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số điện thoại 0912 863 364. Showroom miền Nam, địa chỉ 751 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0868 998 663. Các bạn vừa xem clip lắp đặt sản phẩm của Rossi Việt Nam để đem lại thông tin cho quý khách hàng rõ hơn về sản phẩm. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý khách chi tiết của các sản phẩm được đề cập trong clip. Đồ nướng là một trong những món ăn khoái khẩu đối với nhiều người. Để làm được món nướng thơm ngon và hấp dẫn ngoài cách truyền thống như là nướng bằng bếp than hoa, bếp củi, thì với cuộc sống hiện đại như hiện nay thì nướng bằng lò là xu hướng được nhiều người nội trợ, quán ăn, nhà hàng hay là khách sạn sử dụng. Với một chiếc lò nướng Salamander, việc đầu tư thông minh của bạn sẽ mang đến lợi nhuận lớn hơn gấp nhiều lần mà vẫn đảm bảo được sức khỏe cho mọi người. Sản phẩm mà ngày hôm nay Rossi Việt Nam muốn giới thiệu đến với các bạn đó chính là chiếc lò nướng Salamander Coretta có mã số KRRBPQ8G. Sản phẩm có kích thước theo chiều dài rộng cao là 1070x530x620mm, khối lượng là 45kg, sử dụng điện áp 220V, số họng đốt ga là 8. Lò nướng Salamander dùng ga là một trong những bếp nướng không khói được các bếp ăn, nhà hàng, khách sạn rất là ưa chuộng, chuyên nướng các thực phẩm như là thịt, cá, hải sản hay là nướng bánh. Bằng cái nhìn trực quan thì ta có thể thấy chiếc lò được thiết kế với kiểu dáng rất là hiện đại, thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp mang phong cách chuyên nghiệp, tính thẩm mỹ cao, phù hợp với bất kỳ một không gian nào. Vỏ ngoài của chiếc lò được làm bằng inox cao cấp sáng bóng, không phát sinh khói trong quá trình hoạt động nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng hương vị của các món nướng truyền thống. Lò nướng Salamander thường thiết kế ngang tầm mắt, không có cửa trước, giúp đầu bếp dễ dàng thao tác kiểm soát nhiệt độ trong quá trình nướng. Nhiệt để nướng thực phẩm được truyền từ trên xuống gián tiếp qua các tấm lưới gốm. Kết hợp với nướng bằng ga nên là thực phẩm khi chín có mùi vị thơm ngon tự nhiên. Vỉ nướng thì được làm bằng inox không dỉ nên là dễ dàng lau chùi sau khi sử dụng. Bạn có thể nâng hạ vỉ nướng lên xuống 10 nấc, lại gần hoặc là ra xa các họng đốt bằng cách kéo lên hay là kéo xuống tay cầm. Chiếc lò được thiết kế 8 họng ga độc lập tách biệt, được điều chỉnh bằng 8 nút vặn riêng. Khi nướng ít bạn có thể tắt bớt đi. Bếp sử dụng van ga gia đình, ống đồng dẫn ga cao cấp đảm bảo an toàn khi sử dụng. Lò có khả năng điều chỉnh mức nhiệt độ sao cho phù hợp, đảm bảo với công việc nấu nướng của bạn trở nên dễ dàng hơn. Có thể nói đây là sự lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư, nhà hàng hay là quán ăn, không chỉ bởi chất lượng của sản phẩm mà còn có giá thành hợp lý, dịch vụ bảo hành lâu dài, tư vấn chuyên nghiệp. Là nhà phân phối thiết bị bếp công nghiệp số 1 tại Việt Nam, Rossi đã dành được nhiều thời gian và tâm huyết để đem những sản phẩm lò nướng Salamander Coretta tiếp cận với người tiêu dùng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại một lần nữa toàn cảnh chiếc lò nướng Salamander Coretta có mã số KRBBQ8G.
Xin chào tất cả các khách hàng và các bạn quan tâm đến chuyên trang của Rossi Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những người bạn hàng, đối tác lâu năm của chúng tôi. Họ là những hãng sản xuất thiết bị bếp công nghiệp nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam cũng như trên thị trường bếp công nghiệp quốc tế. Ở chuyên đề này, Rossi Việt Nam xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin về hãng sản xuất máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp Coresta. Đây là một trong những tập đoàn danh tiếng đến từ Hàn Quốc. Coresta là nhà sản xuất thiết bị nhà bếp công nghiệp số 1 tại Hàn Quốc hiện nay. Các sản phẩm Coresta đã có mặt và được tin dùng tại nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, các dòng sản phẩm nổi bật như các loại máy thiết bị bếp công nghiệp Coresta đã và đang chiếm được cảm tình từ phía người tiêu dùng nhờ vào việc có giá thành rất tốt, chất lượng sản phẩm ổn định. Với tư cách làm nhà phân phối thiết bị bếp công nghiệp số 1 tại Việt Nam, Rossi đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để đem sản phẩm của Coresta về với Việt Nam, tiếp cận cùng với người tiêu dùng. Coresta Enterprise Limited hiện đang là nhà sản xuất và nhà cung cấp thiết bị bếp thương mại ở Hàn Quốc. Coresta đã sản xuất thiết bị nhà bếp trong hơn 10 năm. Coresta có chi nhánh trên toàn thế giới, từ Hàn Quốc cho tới Đông Nam Á, với các sản phẩm tuyệt vời. Với nhiều năm kinh nghiệm ở nước ngoài, Coresta đã xây dựng thiết kế sản phẩm độc đáo để đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Coresta hiện là công ty hàng đầu về sản xuất thiết bị nhà bếp, quầy bar và thiết bị gia dụng, cung cấp cho khách hàng các loại máy đa dạng theo cách sử dụng như máy xay thịt, máy xay, máy thái, tủ cơm, nồi hấp, tủ đông công nghiệp, tủ tiệt trùng, máy nướng bánh sandwich, bếp ga công nghiệp, bếp cảm ứng, lò nướng đối lưu, máy rửa chén, máy thái rau, máy thái thịt. Và trên tất cả, Coresta được cung cấp ở các kích cỡ và các dung tích khác nhau. Với đặc điểm đa dạng và phong phú về các giải sản phẩm đã cho phép khách hàng của Coresta lựa chọn một trong số rất nhiều sản phẩm. Mỗi sản phẩm đều tuân thủ cùng một tiêu chí về chất lượng, về độ tin cậy nhưng lại cực kỳ linh hoạt và thích nghi với mọi hoạt động. Dưới đây là một số thông tin về Coresta mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý khách hàng. Kinh nghiệm, chất lượng, hiệu suất và độ tin cậy. Những điểm mạnh của các sản phẩm Coresta là những người bạn đồng hành đối với sự thành công của khách hàng. Kiểu dáng đơn giản, công nghệ và sự tiến đi không ngừng trong việc nghiên cứu không ngừng nghỉ của các chuyên gia có khả năng đáp ứng tất cả các yêu cầu của các khu dịch vụ ăn uống trên toàn châu Á. Coresta cung cấp hàng loạt các sản phẩm như lò nướng Salamander, bếp chiên, bếp rán và thiết bị công nghiệp đáp ứng các yêu cầu của cả những người dùng khó tính nhất, với hệ thống máy hoạt động một cách chuyên nghiệp, luôn dẫn đầu thị trường về hiệu suất hoạt động và bảo vệ môi trường. Coresta đặc biệt chú trọng đến thiết kế để làm nổi bật sự phát triển công nghệ sản phẩm mà không hề ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Hiện Rossi Việt Nam đang là đại diện thương mại chuyên nghiệp cho Coresta tại Việt Nam. Chúng tôi đã cùng với Coresta tham gia cung cấp các thiết bị nhà bếp công nghiệp cho rất nhiều dự án hàng đầu tại Việt Nam. Rossi Việt Nam xin được giới thiệu một số hình ảnh về hãng Coresta. Coresta Kitchen Equipment. Các bạn có thể thấy rằng là để có thể cung cấp ra thị trường những dòng sản phẩm vô cùng là đa dạng và phong phú, có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của các khách hàng, có thể cung cấp những dòng sản phẩm để lắp phun cho những căn bếp công nghiệp tiêu chuẩn, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất, thì Coresta đã có những nhà máy, những hệ thống dây chuyền sản xuất, máy móc cực kỳ hiện đại. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động sản xuất thiết bị nhà bếp công nghiệp, Coresta đã được phát triển thông qua một con đường quy hoạch nhằm mục đích sản xuất máy và xây dựng kỹ thuật máy móc với độ chính xác cao và vật liệu sản xuất cũng đạt tiêu chuẩn chất lượng. Coresta ngày nay là một trong những nhà lãnh đạo trong việc sản xuất các thiết bị nhà bếp công nghiệp. Đối với mỗi một lĩnh vực thì Coresta đã tạo ra từng loại máy móc công nghệ cao với các phụ kiện được thiết kế đặc biệt cho từng nhu cầu cụ thể. Các dòng sản phẩm của Coresta hiện đang trải dài trên nhiều quốc gia.
Và Coresta thì hiện nay đã có đại diện văn phòng tại rất là nhiều nơi trên thế giới. Các bạn có thể thấy ở trên bản đồ đã có mặt tại Quảng Châu, Trung Quốc, Thượng Hải, Malaysia, Milano của Italia, hoặc là đã có mặt tại Việt Nam chẳng hạn. Nếu công ty bạn là một khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng hay bệnh viện, trường học hoặc trung tâm hành chính, các bạn hãy lựa chọn Coresta cho công việc của mình như một quyết định khôn ngoan nhất. Với chất lượng đẳng cấp hàng hóa xuất xứ từ Hàn Quốc, Rossi Việt Nam khẳng định sẽ đem đến cho quý khách hàng sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị bếp công nghiệp. Quay trở lại với Rossi Việt Nam, thì Rossi Việt Nam hiện đang là đơn vị bán buôn nhiều sản phẩm công nghiệp của các nhà sản xuất danh tiếng như là Đức Việt, Coresta hay Changhe. Chính vì vậy, khi mua các sản phẩm công nghiệp của Coresta tại Rossi Việt Nam, quý khách sẽ có cơ hội lựa chọn đa dạng và mua được sản phẩm tốt với giá rất ưu đãi, kèm cơ hội sở hữu sản phẩm được hỗ trợ tài chính từ những tổ chức tài chính hàng đầu với lãi suất ưu đãi tuyệt vời, và là thành viên tham dự miễn phí những sự kiện hướng nghiệp, dạy nghề, có cơ hội tiếp xúc và làm quen với nhiều loại máy chế biến độc đáo và thú vị. Rossi Việt Nam, nhà phân phối máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp số 1 tại Việt Nam. Chúng tôi luôn có mối quan hệ hợp tác thân thiết với 150 công ty và tập đoàn chuyên sản xuất máy chế biến thực phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phương châm làm việc của chúng tôi đó là luôn tìm tòi những tinh túy của ngành máy chế biến thực phẩm, đem lại những giá trị dành cho công việc của quý vị, giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, khơi nguồn đam mê và kiến tạo sự thành công. Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ và đối tác của Rossi Việt Nam. Để theo dõi và biết thêm thông tin chi tiết của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo các kênh dưới đây: website rossi.vn, Facebook www.facebook.com/rossivietnam, hoặc các bạn cũng có thể click trực tiếp vào YouTube channel của chúng tôi. Để cập nhật những chương trình khuyến mại và giá tốt nhất về sản phẩm cũng như dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo các số điện thoại dưới đây. Chúng tôi có hỗ trợ Viber, Zalo, Showroom miền Bắc 0912-863-364, Showroom miền Nam 0868-998-663, Tổng kho bán buôn 024-8586-7812, Hợp tác kinh doanh 0989-999-884, Email info@rossi.vn. Thông tin công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại quốc tế Rossi Việt Nam, địa chỉ số 283 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu về Coresta, một đối tác lâu năm của hãng Rossi Việt Nam. Các bạn hãy like clip và subscribe channel của Rossi Việt Nam nếu thấy hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chủ đề sắp tới.